Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lên rất là nhiều những mặt hàng có tại vườn em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác đây là một chậu hài dâu xanh nha các bác này. Đấy, một chậu hài dâu xanh như này. Chậu năm ngoái thì cây đã ra hoa rồi. Đấy, năm ngoái thì cây có một cây mẹ ra hoa đây, còn năm nay sẽ được 1 2 3 4 còn 4 cây tơ này, năm nay sẽ được 4 cây hoa, sẽ được 4 thân hoa. Đấy. Chậu này có giá 120k các bác nhá. Hài dâu xanh 120, hài dâu xanh ạ, 120k. Tiếp theo lên mã số 166, một chậu đen dâu tím như này các bác này. Siêu đẹp luôn, hoa vừa mới nở thôi, bắt đầu vừa mới nở thôi. Chậu này mã số 166 có giá là 600.000 đồng ạ, 600.000 đồng nha các bác nhá. Nhìn tưng bừng rực rỡ chưa? 600. Mã số 166. Giò tiếp theo lên là một giò đùi gà tròn. Hiện tại đang nụ này các bác nhá. Đấy, nụ chi chít như này. Chậu này có giá là 250k, mã số 171, 171 250 ạ, đùi gà tròn 171 250. Siêu nụ luôn, chi chít nụ như này. 250.000 mã số 171. Tiếp theo mã số 170 đây là chậu đùi gà tròn, à đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt cũng đang rất nhiều nụ đấy ạ. Nụ siêu nhiều luôn các bác nhá, cây dài lắm, cây dài lòng ngoằng cơ. Đây cái cây này này. Nó phải dài hơn 1 mét cơ. Cái này năm nay nó sẽ ra hoa đoạn này, năm sau còn đoạn trên này nó sẽ ra hoa lốt nha các bác nhá. Thì nó dài quá nó không đủ lực để nó ra hết đi. Cái thằng đùi gà đấy, một cái thân hoa của nó sẽ chơi nó ra được tầm khoảng đôi ba năm mới hết cơ nha, nên các bác là về đừng có cắt đi, chơi hoa xong đừng cắt đi. Mã số 170 200.000 đồng ạ. 200.000 đồng đùi gà dẹt. Mã 170. Tiếp đến em lên một chậu quế trắng tháng 8 ạ, quế trắng tháng 8. Chậu này gồm có được 1 này, 2 này, 3 4 5 5 cây quế trắng tháng 8 như này. Đấy, chậu này chia sẻ mọi người với giá là 300k, 300k. Đấy, chậu này 300 nha các bác nhé. Mã số 169, 300. Quế trắng tháng 8, 350, đọc 300 rồi thì bán 300 đi. Bán bớt đi thôi. Tiếp theo này em lên một giò huyết nhung hoa màu đỏ các bác nhé. Đây, mặt hoa đây, bắt đầu nở đây, có một thân đang nở đây. Đấy, nụ của nó còn được một nụ này, hai nụ này, ba nụ này. Đây đang lên một nụ nữa là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Được 7 nụ nha các bác nhá. Mấy cái hoa nữa là 8. Cái cần này còn phân nhánh này các bác này. Đấy. Giò này mã số 172 có giá 400.000 đồng. Huyết nhung trồng thuần đi. Cục lũa này nhá. 400.000 đồng ạ, mã số 172, huyết nhung đỏ ạ. Đấy, nợ chuẩn mặt hoa rồi. Nhiều bác thì cứ sợ huyết nhung đỏ thành huyết nhung vàng, nhưng các bác yên tâm đi, đỏ vàng em bán khác nhau hoàn toàn mà. Tiếp theo lên đó là một cái chậu môi quạt các bác nhá, môi quạt. Một trong những dòng hoa lan mà có đơn thân mà hoa rất là đẹp sặc sỡ luôn các bác nhá. Mã số 173, còn này có giá 300.000 đồng ạ. Dòng này bây giờ cũng rất hiếm rồi các bác nhá. 300.000 đồng. Các bác yên tâm, những cái bé nó vẫn ra hoa bình thường, năm ngoái vẫn cứ ra hoa bình thường thôi. Mã số 173, 300.000 đồng ạ. Cây bé thì cần ngắn rồi, cây to thì cần nó sẽ dài, nhưng mà cây thì nó cũng chỉ to hơn này tí thôi, nó cũng không to hơn được nhiều đâu. 300.000 đồng mã số 173. Đây là môi quạt. Tiếp theo lên đó là một giò tam bảo sắc nguyên bản các bác nhá. Đây là một cục nguyên bản. Đấy, ghép vào đây thôi. À, đặt vào trong cái chậu này thôi. Giò này hiện tại đang có được 1 2 này. 3 này. 4 này. Có 5 cái nụ thôi các bác ạ. Giò này được 5 nụ thôi. Đấy, nụ bắt đầu mới xòi xòi ra được, chắc được tầm khoảng 2 3 cm rồi này. Như này nhá, được 5 nụ, mã số 62. Đấy, 62 giò này có 200.000 đồng thôi các bác nhá. Bán cho các bác giá 200.000 đồng ạ. Mã số 62. Tam bảo sắc, hoàng thảo tam bảo sắc, à dáng hương tam bảo sắc, quên là bảo hoàng thảo. Dáng hương tam bảo sắc 200.000. 4 cây, 5 nụ, mã 62, 200. Giò tiếp theo lên đó là một chậu hài kim ba hoa như này các bác nhá. Ba hoa chích chòe như này này. Đấy. Mã số 168 rồi rồi có giá là 200.000 ạ, 200.000 đồng. Mã số 168 200.000 đồng hài kim. Rất rất nhiều thân luôn ạ. 200.000. Tiếp đến một giò đen dô xuân. Đang được 1 2 3 4 5 6 thân đang nụ này. Chậu này có giá là 250.000 ạ. Chậu này là thuần trên cái chậu nhựa phi 2 à phi 10 phi 18, phi 18 này. 200.000 đồng, à 250, mã số 176, 250. Nụ chi chít luôn. Tiếp theo một chậu chuối ngọc nữa cũng đang nụ chi chít như này các bác này. Đấy,
chuỗi ngọc mã số 147 cũng 200.000 đồng, 147 200 chuỗi ngọc. Trồng thuần trên cái chậu phi 16. 147 200.000 đồng. Chậu lan nhựa. Cái gì mà chậu này là chậu phi 21 chứ nhỉ? Chậu này chậu phi 21 đấy, cái đèn rô đấy không phải rộng phi mười mấy đâu. 21 đi nhá. Tiếp theo mã số 167, 167 một chậu cát khổng lồ này. Dòng cát lá to, thân cũng to như này. Đấy. Chậu này mã số 167 250.000 ạ, 167 250.000. 250.000. Cát. Cát một lá đấy. Một giò tam bảo sắc cực kỳ VIP như này các bác nhá. Được 6 cây và 10 cái hoa, 6 cây 10 hoa. Giò rất là đẹp luôn ạ, thuần cực kỳ lâu rồi. Thuần rất là lâu rồi. Mã số 69 có giá là 700.000 đồng ạ. 700.000 đồng nha các bác nhá, toàn cây xếp đẹp đấy ạ. 700. 6 cây 7 à 10 hoa, 69 700. Tiếp theo lên một chậu đùi gà không họng này. Gà không họng, đây tôi cho các bác xem mặt hoa đây, mặt hoa của nó đây. Đấy, đùi gà và cái họng này rồi nó là họng màu đen. Đấy, nhưng mà đây thì không có họng nha các bác nhá. Dòng đùi gà không họng. Mất họng rồi đấy. Mã số 164 chậu này được 14 thân đang nụ ạ. 14 thân đang nụ nhé. Chi chít nụ luôn. Chậu này có giá là 1.400.000 đồng ạ. 1.400.000 đồng. Mã số 164, 1.400.000. Tiếp theo một giò long tu xuân. Long tu xuân đang nụ này các bác nhá. Đang nụ như này ạ. Có giá là 180.000 ạ. 180.000 long tu xuân đang nụ. 180. Long Tu Xuân, mã số 162, 180. Mã số 163 là một giò hạc vĩ thiên cung. Hạc vĩ thiên cung đang nụ chi chít thì các bác đây. Đấy, hoa màu tím đậm đẹp nhá. Mã số 163 có giá 200.000 đồng. 163, 200, hạc vĩ thiên cung. Tiếp đến mã số 165. Một giò tóc tiên hương dừa, trồng thuần trên khúc gỗ dài được gần 40cm như này. Đang lên nụ chi chít rồi các bác nhé. Nụ lên rất là nhiều rồi ạ. Đây, những cái nụ đang lên như này. Và trong cái lách lá các bác bẻ ra cho em là có nụ hết bên trong rồi các bác nhé. Nụ bên trong lách lá rất nhiều ạ. Đấy, cái đấy là lùi ra to. Những cái lồi to thì lồi như này rồi. Đấy, còn đâu trong lách lá nó còn đầy luôn. Hầu như lách nào cũng có. Các bác cứ lật ra xem. Mã số 165 có giá là 280.000 ạ. Hoa màu đỏ và thơm mùi dừa các bác nhé. Hoa màu đỏ chót và thơm mùi dừa. Mã số 93, một giò tam bảo sắc hoa trắng tinh. Giò này hiện tại đang có được 2 cái nụ. Được 2 nụ các bác nhá. Giò cây này được 2 nụ ạ. Giò này mã số 93 có giá là 250.000. 250.000 mã số 93. Tam bảo sắc hoa trắng ạ. 250.000 mã 93 tam bảo sắc hoa trắng. Chậu kiều tím mã số 143. 143 kiều tím. Chậu này có giá là 400.000 đồng, mã số 143 này, 400, kiều tím. Rất nhiều thân lá các bác nhé, 400 ạ. Kiều tím, mã 143, 400 ạ. Tiếp theo một giò phi điệp vàng. Một giò trồng trên cái miếng dớn dài được gần 60cm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 thân này. Đấy, sau đấy có giá là 250.000, mã số 85. Giò này 250.000 mã 85 các bác nhé, phi điệp vàng. Mã 85 250.000. Tiếp theo một giò đùi gà. Gà bã trầu nhá, dòng đột biến của thằng đùi gà dẹt đấy ạ, gà bã trầu. Hiện tại đã có 1 2 3 4 thân và đang lên được một mầm gốc, hai mầm gốc đây. Đấy, chậu này có giá là 350.000 ạ, 350.000. 4 thân như này. Gà bã trầu 350. Chậu hoang thảo ken gồm có một thân hoa được 40cm và hai mầm gốc như này. Chậu này có giá là 230.000 ạ. 230.000. Đấy, đây là hoang thảo ken Lai Châu. À, có một chậu hoang thảo ken Lào đang rất nhiều lụ, nhiều hoa này. Mã số 177 đây, một chậu ken Lào nhé các bác nhé. Ken Lào. Có một cái bông này rất là hay. Đấy, 5 cái cánh này nó hầu như là màu trắng và hai cánh này hơi tím tím tí. Đấy. Đây là bông rất là hay này. Đấy. Chậu này hiện tại đang có được 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân năng nụ nha. 500.000 đồng mã số 177, 177, 500.000 đồng. Ken Lào nhé. Hàng thuần được 25 rồi đấy các bạn ạ. Mã số 177, 500.000 đồng.
Nói chung là kèn nào thì nó rẻ hơn. Mã số 161, một giò đơn cam. Giò đơn cam này hiện tại đang được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hiện tại là 31 thân đang nụ. Mã số 161, 500.000 đồng ạ. 500.000 đồng. Củ gỗ dài được hơn 30 cm. Cây thì thuần không phải nghĩ được các bác. Dễ rất là nhiều ạ. Đấy. 500.000 đồng mã số 161. Đuôi sóc mã số 3 con 1 5 cây. 5 cây đuôi sóc mã số 3 con 1. Đấy, mã số 111 300.000 đồng. Đây là đuôi sóc. Tiếp đến em lên là một giò. Giò này là giò quế tím các bác nhá, quế tím. Dòng hàng thuần cũng lâu năm rồi các bác, nhìn cái rễ dài này này. Giò này có giá là 180.000 đồng mã số 159 158 159 158, gồm 3 cây và được 3 cái nụ các bác nhé. 3 cây 3 nụ, nụ đang lên rồi ạ. Đấy, 1 nụ đây, 2 nụ và 1 nụ ở đây, 3 nụ đây. Đấy. 180.000 mã số 195. Tiếp theo lên cho các bác là một giò, giò này là thằng thanh đạm mắt ngọc. Thanh đạm mắt ngọc thì hiện tại giờ bắt đầu đang có nụ rồi các bác nhá. Đây những cái này là cái nụ của nó đây. Đấy, nụ đây. Rồi rất nhiều nụ các bác, trồng thuần trên khúc gỗ dài được 40 cm như này, có giá là 200.000 đồng mã số 79, 79 200.000 đồng, thanh đạm mắt ngọc. Hoa rất là thơm các bác nhá, hoa cực kỳ thơm luôn ạ. À đây, chậu kiều mỡ gà này nhưng hoa lở mất rồi. Chậu này thì bán cho các bác về làm giống rồi. Đấy, chậu kiều mỡ gà này em chia sẻ mọi người với giá là 180.000 này, 180.000. Đây mặt hoa vàng khè các bác nhé. Kiểu mỡ gà 180.000. Nguyên một dè 180 kiểu mỡ gà. Tiếp theo là chậu đùi gà 5 cánh trắng hoặc bá trầu này. Đấy, gà đây gọi là gà bá trầu nhé. Chậu này gồm có một thân dài 20 cm đây và một cái mầm gốc như này. Chậu này có giá là 200.000 đồng ạ. Gà bá trầu 200. Mã số 175. Một chậu đen rô cực kỳ to luôn. Đấy, thân toàn thân hoa thôi mà chưa ra hoa một lần nào luôn các bác nhá. Cái này đáng nhẽ năm nay được một bông hoa ấy, nhưng mà tự không biết con gì nó cắn mất rồi thì cũng chả xem được cái mặt hoa là cái gì nữa. Đấy. Mầm gốc thì lên thì siêu siêu đẹp rồi. Cái mầm gốc to 1 2 3 4 này, 5 6, 6 mầm gốc to. Mầm gốc bé bé lên là 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 mầm gốc bé nữa. Đấy. Năm nay thì cái giò này to vật vã luôn. Giò này có giá 250.000 thôi, mã số 175. Không biết mặt hoa đâu các nhé. Nó là đen rô xuân nhưng không biết mặt hoa. Một chậu kiều vuông lộc bắc. Kiều vuông lộc bắc, chậu như này. Đang có một nụ đây các bác. Có một nụ thôi, về cho các bác làm giống nhé. Chủ yếu là cái bộ rễ này nó khỏe, cực khỏe này. Về các bác chăm lên nhanh lắm. Dòng kiều vuông lộc bắc này đẻ nhanh lắm. Hiện tại mầm gốc đang lên được 1, 2, 3, 4 mầm gốc nữa rồi. Mã số 131, 250.000. 250.000, mã số 131, kiều vuông lộc bắc ạ. 131, 250. Tiếp theo hôm lên đó là một cái chậu kiều vuông hoa siêu tím các bác nhá. Kiều vuông mà hoa lại rất là tím. Chậu này đang được 3 cái nụ. Được 3 nụ các bác nhá. 1, 2, 3. Đấy, mã số 150 có giá là 250.000. 150, 250. Đây là kiều vuông hoa tím. Kiều vuông hoa tím nha các bác. Mã số 123, một giò đuôi cáo gồm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 cây cáo thôi. Một 2 3 này có giá là 300.000 đồng ạ. 300.000 đồng đuôi cáo nhé. Mã 123. Chậu quế trắng tháng 8, mã số D20. Chậu này gồm có được 5 cây, 5 cây quế trắng tháng 8 như này. Đấy, được 3 cây to và 2 cây nhỏ. Mã số D20 có giá là 350.000 ạ. D20 350.000. Đây là quế trắng tháng 8 các bác nhé. Tiếp đến em lên nữa là một cái giò kiều tím Yên Bái. Giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 5 thân. Đấy, 5 thân là 55, 25 là 750.000 nha các bác nhé. 750.000 ạ. Đấy, kiều tím Yên Bái. Phân dài được 2, 4, 60 cm. Dòng hoa rất là tím, bông rất là to các bác nhé.
đường tính Yên Bái 750.000. Tiếp đấy là một giò trầm tím này, mã số 116, trầm tím hàng rừng 116. Chậu này có giá là 200.000 đồng, được 1, 2, 4, 5, 6, 7 cái thân hoa. Đấy, thân đang rụng lá để chuẩn bị cho hoa rồi. Mã số 116, 200.000 đồng. Rồi anh chị em hay có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em là kết nối Zalo nha, rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.